Trong kinh điển nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta phải nắm bắt nguyên lý này. Trong cuộc sống hàng ngày tu hành ở đâu? Ở ngay trong sinh hoạt đời thường. Không cần dồn hết tâm trí, như vậy là sai. Các bậc tổ sư đại đức tận lực chế ra những nghi thức quy củ này, đó là để làm gì? Để độ chúng sanh. Một loại phương tiện để tiếp dẫn đại chúng. Chúng ta cố ý làm như vậy là để biểu diễn cho đại chúng học hỏi, khiến họ khởi tâm động niệm tiếp dẫn họ. Phật pháp khiêm tốn. Phật pháp là sư đạo. Người thầy thật sự có học vấn, có đạo đức. Quý vị thỉnh giáo họ: tôi vô đức vô năng, không có sở trường nào cả. Họ nói là thật chăng? Là thật, không sai. Họ nói thật, nhưng ta không tin. Cho nên làm gì có chuyện thầy đi chiêu sinh. Rất can đảm. Bây giờ gọi là chiêu sinh. Cổ nhân thấy vậy là giật mình: sao quý vị dám chiêu sinh? Coi mình là thầy. Quá cuồng vọng. Như vậy phải làm sao? Một người thầy tốt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bản thân Ngài không biểu lộ thái độ, lại rất khiêm tốn. Chúng ta biết thì học theo Ngài, không biết phải làm sao? Học sinh chúng ta phải làm ra tấm gương tốt, sanh khởi tâm cung kính đối với họ. Người khác thấy vậy, chúng ta định học theo họ, ý là như vậy. Nên những hình tượng đó gọi là quảng cáo chiêu sinh. Phải hiểu điều này. Trước đây học Phật, Đại sư Chương Gia nói: Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Tự tu phải trọng thực chất. Hình thức tôi mới biết chiêu sinh. Căn tánh chúng sanh không giống nhau, nên chủng loại hình thức cũng không giống nhau. Chủng loại nào cũng tốt cả, đều có thể thu nhiếp tất cả chúng sanh đi vào, khiến họ cảm thấy được sanh tâm hoan hỷ giác ngộ, đều là phương pháp hay, gọi là phương tiện thiện xảo. Phải hiểu điều này. Nhưng chúng ta coi thiện xảo phương tiện là thật, như vậy là sai. Sai hoàn toàn. Nên sau khi tự độ mới có thể độ tha, mới có thể biểu diễn tốt được. Trong lúc biểu diễn biết được tất cả là giả, không phải thật, chỉ là làm cho người khác noi theo, không phải cho mình thọ dụng, là tha thọ dụng. Như vậy mới được. Đây mới thật sự gọi là tùy duyên diệu dụng. Từ xưa đến nay những văn nghệ biểu diễn, phu tử có một tiêu chuẩn: tư vô tà. Phương thức biểu diễn rất nhiều, nhưng phương châm chỉ đạo chỉ có một. Không được để cho người xem, nghe, tiếp xúc sinh ra tư tưởng tà ngụy, như vậy là sai. Ta chẳng phân biệt từ chỗ này. Phật giáo vượt khỏi điều này, cao hơn tiêu chuẩn này nhiều. Trong quá trình biểu diễn, trong lúc lời tha, ta phải giữ tâm thanh tịnh của mình. Phải dùng tiêu chuẩn của Phật pháp, tức là năm chữ trong kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong lúc biểu diễn, biểu diễn cho tất cả chúng sanh, trong này không đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác, đó là diệu dụng. Biểu diễn là tùy duyên. Nếu đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác, như vậy ta bị phàm phu dẫn dắt. Ta độ người sau cùng bị người dẫn đi.
Như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành. Như vậy là sai.